dụ chị Uyên Vũ đi, 2 tháng trước chị comment thế này: bài hát rất hay và cảm xúc, không biết mình đã nghe bao nhiêu lần. Tuy rằng mình đang bình an trong cuộc sống hôn nhân, nhưng mình cũng không biết và cũng không dám nói chắc là hôn nhân của mình sẽ mãi mãi bình an. Mình chỉ mong bình an hôm nay. Chị nghĩ vì về cái suy nghĩ này, theo chị nghĩ là những người mà nghe nhạc của Quỳnh Anh những bài này họ đồng cảm bởi vì họ đã từng đi qua khổ đau. Nhưng có chắc không, hay là họ đang bình an đấy, họ đang vui đấy, nhưng họ vẫn đồng cảm được? Bởi vì chị nghĩ một phần thì những người này họ cũng là những người khán giả mà quan tâm đến đến chị, đến câu chuyện của chị. Và từ đó thì họ sẽ tìm xem những cái bài hát của mình. Thì Tất Cả Sẽ Thấy Em là một cái bài hát mà nó quá là chân thành ấy, nó quá thật ấy. Tức là Hamlet Chương là một cái người giỏi trong cái việc đó. Tức là bưng ra một cái câu chuyện nó để mà nói sát về một cái tâm sự của một người mà bằng những cái lời lẽ nó rất là gần gũi và thật. Thì chị nghĩ là phần lớn cho đến bây giờ, cho đến thời điểm này, gần như là Tất Cả Sẽ Thấy Em vẫn là cái bài hát mà khắp nơi yêu cầu hết. Mọi người không phải vì một cái trào lưu hit, mà mọi người chỉ cảm thấy rằng là cái tình cảm của mọi người dành cho bài hát này nó là có thật, chứ không phải là bởi vì từ một cái scandal hay là từ một cái gì đó nó theo nghe theo người khác, mà thực sự họ dành cái tình cảm dành cho bài hát này thật sự. Em cũng thấy đây là cái chất mộc của bài hát. Còn về việc bình an á, cho dù bình an nghe vẫn cảm thấy đồng cảm, đúng không? Thì thực sự là với đấy, như chị đã nói vừa rồi, là về cái độ thật của ca khúc và cái việc bình an hay không, thì đúng là mong rằng bạn Uyên đấy sẽ luôn luôn bình an như bây giờ, chứ đừng có bao giờ xảy ra một cái điều gì. Cuộc sống thì mình cứ nghĩ cho ngày hôm nay đi, sống cho trọn vẹn ngày hôm nay đi, còn ngày mai thì nó là câu chuyện của tất cả những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống mà mình không có cầm nắm trước được. Vậy đừng lo lắng quá. Em nhìn chị, em đang thắc mắc này, tại sao chị đẹp quá? Hay là do chị mặc cái áo áo này thật là giống như áo của spa Nhật, màu hồng, mà em lại có cảm giác như cái áo lam mà mỗi lần mình đi viếng chùa vậy đó. Mà thêm cái chị cũng thường vào chùa với mặc áo lam vào chùa. Có phải là về cái tư duy bình an này á, là mình đã lĩnh hội được sớm từ nhỏ rồi, hay là qua càng nhiều biến cố chị càng thấy nó rõ ràng hơn? Mình giữ cái tâm mình nó phải bình an, nó là phải là cái sự trải nghiệm, chứ còn nếu không thì khó. Thế mình chỉ nói miệng là con hãy nên hài lòng với cuộc sống, là mình không hiểu được, ngày xưa mình chưa lĩnh hội được. Ngày xưa mình còn nhỏ, mình còn trẻ, mình tất cả những cái gì đến ở trong cái thời gọi là thời thanh xuân thì nó thường là cũng sẽ có những cái buồn đau, cũng sẽ có những cái thử thách, nhưng nó không bằng khi mà mình càng lớn lên rồi, nó sẽ càng có nhiều những cái khó khăn để mà mình bước qua từng chuyện một. Có những cái mình nghĩ bảo tại sao đến với mình nhỉ, kiểu thế. Nhưng mà rồi thì tại sao mình tìm được cái sự bình an? Mình chỉ tìm được cái sự bình an khi mình thật sự buông bỏ được cái điều gì đó. Ý chị là càng sóng gió, chị là càng sóng cảm gió, thấy là hạnh phúc. Càng bước vào khó khăn thì mình lại càng phải cần tìm cho mình cái sự bình tĩnh. Tức là có nhiều người họ sẽ không giải quyết những cái việc đó bằng cái sự bình tĩnh. Mà họ sẽ không chấp nhận được sự thật. Và họ sẽ rối tung lên theo kiểu như là bị ngập tràn trong, cập chìm trong cái sự buồn đau quá lâu và tiêu cực quá lâu. Còn mình thì khi mình đã đủ thử thách rồi, khi mình đã đủ cái sự đau khổ và buồn bã nhất rồi á, thì cái sự bình an là bởi vì nó tìm được khi mà chị tìm đến cái góc riêng của mình, khi mà chị ngồi ở những ngôi chùa. Tức mình chỉ vô đấy rồi mình ngồi niệm Phật và mình giống như kiểu là mình nói làm sao để cho mình có cái sức mạnh, có sức khỏe, có sức mạnh. Và tất cả những cái việc đến với mình giống như kiểu là nhẹ nhàng nhất có thể, mình cầu xin điều đó. Để mình có thể giống như có cái bước qua được cái việc đó.